chỉ có Hữu Cường sẽ bên cạnh chăm sóc lo lắng cho nam em. Nhưng mà vấn đề đó chỉ hợp lý cho người khỏe mạnh thôi. Ví dụ như anh nói dính vô tiền là dính vô tham. Thì ví dụ như một ngày đẹp trời giống như là ba anh bị bệnh thì có chị anh lo tiền viện phí. Còn nếu em bị bệnh thì ai lo tiền viện phí cho em? Bởi vì em chưa bị cho nên em không thể trả lời câu đấy được. Chứ không phải em đang bị mà em đang nằm ở nhà em chịu chết. Em cái lúc em có tiền em đã đi khám tất cả các nơi, những cái bệnh viện đắt nhất, những bác sĩ ok nhất. Và bây giờ để em đi khám tiếp nữa, anh nghĩ rằng em vẫn đi được cơ mà. Còn khi nào mà đột xuất đổ viện làm và phải nhập viện cấp bách thì anh nghĩ cái lúc đấy thì chị như thế nào vẫn một bình người như thế nào là một người đang đổ bệnh cấp bách? Không phải, tức là cấp bách là vô hình dung, là tự nhiên mình sốt mình ngất đi thì bắt đầu phải nhập viện. Nhưng cũng có những người bản năng sinh tồn họ cao, họ cũng muốn ngất lắm nhưng mà họ ngất xuống rồi ai đỡ họ vậy? Bây giờ giống như em hỏi cái câu đấy thì giống như người ta hỏi rằng là anh có tử tế không, thì lúc nào anh chết thì xã hội sẽ đánh giá là anh tử tế. Tại vì em đang đặt dấu chấm hỏi, nếu mà đi theo con đường đạo tu ăn chay, không kiếm tiền, không tham lam, không làm gì hết, thì mình lấy cái gì mình bỏ vô miệng mình ăn. Điển hình như anh đấy, sao anh vẫn sống bình thường? Vấn đề anh sống, anh có học trò, anh còn có gia đình, có người thân. Trước khi không có học trò thì sao? Em có ai? Nhưng mà anh hỏi trước khi không có học trò thì sao? Anh đã từng kể ngày trước có những lúc mà... Anh ơi, ba anh còn sống, mẹ anh còn sống, chị gái anh giàu có, anh trai anh giàu có, em có ai? Cuộc đời anh tự lập. Ví dụ một ngày nào đó anh bị bệnh thì ai là người lo cho anh? Cái anh mới nói em là anh bị bệnh thì vẫn còn chị anh lo này kia kia nọ. Thế em hỏi ngược lại là khi em bị bệnh thì ai lo cho em? Thì không anh ai trả lời được là sao? Anh lo. Thế thì anh mới bảo là em phải mạo hiểm để em bị thì em mới biết, đúng không? Trong cái nghịch cảnh thì mới biết. Trong phiên livestream gần đây, nam em hỏi khó Hữu Cường rằng nếu khi mình đi tu ăn chay không kiếm tiền, không tham lam, không làm gì hết thì mình lấy gì mình ăn? Chồng sắp cưới trả lời rằng, như anh đây vẫn sống bình thường, nam em liền đáp lại, anh còn có học trò và gia đình lo lắng, còn em có ai lo? Khi em bị bệnh thì ai lo cho em? Hữu Cường đáp lại không cần suy nghĩ. Anh lo, em phải mạo hiểm em mới biết được có người lo cho em hay không. Các bạn nghĩ sao về lời hứa của Hữu Cường? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt Tin Nóng được biết nhé!